Hey, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi đột phá một cái vườn cam. Quá trời luôn, vườn cam này, cam sòn. Chín quá trời chín nè. Không ai ăn hết trơn á. Đây nè. Tới lúc chín quá chừng. Vậy nè, mình đem bỏ. Không ai ăn hết trơn trời. Quá trời luôn. Quá trời đất nè, rụng vàng đất cam dây đang bỏ trời ơi, cũng ghê luôn nè, quá trời luôn. Vậy đây nè, không ai hái hết trơn nè, quá trời dây bỏ phí ghê luôn. Đây nè, đây là vườn canh tác theo phương pháp vi sinh nha cả nhà, chuẩn sạch luôn đó. Wow, không sử dụng thuốc diệt cỏ nha. Đó, đám cam này chắc cũng phải 4-5 năm tuổi rồi, chứ đâu phải ít đâu. Thái chín quá chừng chín, không hiểu sao mà chủ vườn bỏ, không biết, không thèm hái luôn, bỏ rụng chơi ha. Vườn đủ thứ loại cây luôn, chuối, bơ, đủ, thơm, ổi, cây thuốc, hoa, trời có đất, vườn dây, cam dây đem bỏ, cũng ghê. Thôi để mình lượm về. Xài bậy nữa.